Tại Hà Nội vừa diễn ra buổi họp báo giới thiệu về diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh do Bộ Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam Eurocharm phối hợp tổ chức. Phát biểu tại buổi họp báo, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục xuất tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết, sau những cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại hội nghị COP26, chiến lược quốc gia về tăng trưởng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, đặt ra các mục tiêu như giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa các ngành kinh tế, xanh hóa lối sống và tiêu dùng bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện chiến lược này, Bộ Công Thương và Eurocharm sẽ đồng tổ chức diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh năm 2024 nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy đầu tư, hợp tác thương mại giữa châu Âu và Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu đổi mới, doanh nghiệp, sinh viên và các nhà hoạch định chính sách từ châu Âu, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Trong khuôn khổ diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh năm 2024, Cục xuất tiến thương mại Bộ Công Thương sẽ tổ chức khu gian hàng Việt Nam với sự tham gia của 24 doanh nghiệp đa ngành của Việt Nam nhằm giới thiệu, trưng bày các công nghệ tiên tiến, sản phẩm chất lượng cao, sáng kiến và mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giải pháp sản xuất bền vững của các doanh nghiệp. Sự kiện sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 năm 2024.